Chào các bạn, chúng ta giải vòng số 5 Winbit của khối lớp 7. Rồi, bài thi số 1. Các em dùng máy tính để tính cho nó nhanh ha. Bài đầu tiên, 2 mũ 6 trên 6 mũ 4 chia cho âm 27 trên 225 nhân cho phân số 9 trên 25 trừ 4 phần 27, tức là trừ 0,148. Bài bên này, các em lấy hai số hạng trong nhân nhau là 3/5 nhân cho âm 1 3/4 rồi chia cho số hạng ngoài là chia cho 2 là sẽ ra cái ngoặc đơn này, rồi tiếp tục được âm 21/40 các em chia cho âm 9/20, kết quả ra 7/6 hay là 1,16. Tính lại lần nữa thấy nghi nghi, 3/5 nhân cho âm 1/4 đem chia cho 2, rồi sau đó tiếp tục là chia cho âm 9/20, đúng 7/6 nha. Bài tiếp theo, trừ 54 cộng trừ 17 cộng 18 cộng trừ 121 rồi chia cho 4 là âm 43,5. Âm 2,1 người ta tính sẵn rồi. À xin lỗi, không phải, cái đó dòng dưới rồi. Con này giá trị nhỏ nhất là sẽ bằng 6,2. Ở nick trước là thầy đã giải rất kỹ về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của giá trị tuyệt đối với lại bình phương ha. Các em dở nick trước ra các em sẽ hiểu. Hai cái giá trị đối này là bét nhất bằng 0 nè, chứ không có âm được đâu. Như vậy cả biểu thức này bét nhất là bằng 6,2 khi cả hai cái này cùng bằng 0 đó. Rồi tiếp theo là -1,48 để cho sẵn. -2,1. Bài này bấm 11,3 trừ mở ngoặc 2,2 cộng cho 180,6 đóng ngoặc trừ 12,3 đóng ngoặc là bằng -154,8. Rồi bài tiếp theo, A/B. À bài này thầy đã giải ở nick trước các em nha. Các em dở nick trước ra coi lại. B sẽ bằng 40. Hình như làm lại đi, hình như sai thì sao? Thầy nhớ không nhớ nổi. Làm nhiều quá, nhiều khối quá thầy không nhớ. Rồi A/B á, là sẽ bằng 1/10, tại vì mũ 3 lên bằng 1/1000 mà. Vậy A 1/B 10/, lấy B trừ A là được 9/, 9/ bằng 36, thì mỗi phần sẽ là 36 chia 9 được 4. Vậy là 4 × 10 = 40, đúng rồi. Đúng nghe. Tổng các số nguyên, tổng các số nguyên thỏa cái này. Chà. Rồi. Bây giờ các em coi x trừ 1 như là một số chưa biết đi ha. Thì số đó nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 12, thì lúc tính giá trị tuyệt đối ra thì nó mới nhỏ hơn bằng 12 được.
Nhỏ hơn 12 thì tính giá trị đối ra mới nhỏ hơn 12. Nhưng mà lại phải lớn hơn trừ 12 nha. Nhỏ hơn 12 nhưng mà phải lớn hơn trừ 12. Chứ nếu bằng trừ 13 thì lúc tính giá trị đối nó ra là 13 thì đâu có còn nhỏ hơn 12 nữa, đúng không? Như vậy từ đây cái em suy ra điều gì? Suy ra x trừ 1 á, nó sẽ bằng là gì? Trừ 12 nè, rồi trừ 11 nè, trừ 10 nè, vân vân vân, cho tới 0, rồi tới 1, 2, 3 vân vân, cho tới 11, 12. X trừ 1 sẽ bằng vậy đó, trừ 12, trừ 11, trừ 10, cho tới 11, 12. Từ đây các em suy ra x thôi. Vậy x sẽ bằng gì? X trừ đi 1 thì bằng âm 12, vậy x sẽ bằng âm 11 nè. Rồi thành âm 10 nè. Rồi thành âm 9 nè. Vân vân. 11 cộng 1 nữa là 12. Rồi tới 10, 13. Vậy thôi các em. Đó, x trừ 1. X trừ 1 là bằng... âm 12 thì x phải bằng âm 11. Rồi cứ thế, âm 11, âm 10 tăng lên ha. X trừ 1 bằng 11 thì x sẽ bằng 12. X trừ 1 bằng 12, x bằng 13. Rồi các em cộng mấy này lại, cộng hết lại, vậy suy ra tổng sẽ bằng âm 11 cộng cho tới 11 là hết. Vậy còn 12 cộng 13 thôi. Âm 11 với lại 11 là hết, âm 10 với 10 là hết, âm 9 với 9 là hết. Còn 12 với 13 thì lẻ loi thì nó bằng 25. Bài này cũng hay đấy chứ. 25 nữa nha. Rồi tiếp tục. Bài này thì bấm máy thôi. Trời ơi. 13 1 phần 2 chia cho âm 3 1 phần 4 thì ra âm 4,153, âm 4,153. Rồi giờ ta chọn đáp án nè. Chọn đáp án các bạn. Số nhỏ nhất là âm 4, âm 154,8. Nó đây. Tiễn nó đi đi. Tiếp theo là âm 43,5. Nó đây. Tiếp theo là âm 4,153. Mày đây ha. Âm 2,1 đi á, đây chứ, quên xin lỗi, âm 1,48 nó đây, âm 0,148. Rồi tới những số dương, 1,16 là bét nhất, rồi tới 6,2, rồi tới 25 và tới 40. Xong bài toán các em nha. Ta qua bài số 2. Từ tỷ lệ thức này thì ta nhân chéo lại, ta sẽ có A nhân B bằng C nhân D. Đây, cái này nhân chéo chia ngang các em. X sẽ bằng 7 x 5 chia 2. 7 x 5 chia 2 thì được 35 phần 2. Đổi ra hỗn số là 17 1 phần 2. Nó đây. Biểu thức đúng là biểu thức nào? 1 mũ 0 là 1. 1 cộng 1 không thể bằng 1 được. Bên này dương, bên này âm không thể bằng nhau được. Âm 1 mũ chẵn ra 1, mũ 0 ra 1. 1 cộng 1 sao bằng 0 được. Vậy cái này đúng kìa. Rồi cái này ta làm cẩn thận thôi, sai ha. Làm cẩn thận dễ chết mấy bài này lắm. Mặc dù là nó dễ nhưng mà dễ chết đó các em. Ta có A trên âm 1,5 là bằng B trên 4,5. Dùng tính chất giải tỷ số bằng nhau
lấy A trừ B, A trừ B thì bằng 12. A trên 5 1,5, B trên 4 5, A trừ B 12. Cùng trừ 1,5, trừ 4,5 là thành trừ 6. Vậy nó sẽ bằng trừ 2 các em nhé. Từ đây người ta bắt tính gì? Ta bắt tính B các em. Tính B ha. Tính B thì các em lấy 4,5 nhân trừ 2 thôi ha. B bằng 4,5 nhân cho âm 2 thì nó sẽ bằng âm 9. Đấy. Cẩn thận chết oan. Rồi cái này ta dùng máy tính thôi cho nó đỡ mệt kìa. Bây giờ thầy lấy âm 2 mũ 0, thực ra là 1 đó mà. 1 ở trên tử là 1 cộng 1 nữa, 1 mũ bao nhiêu cũng bằng 1 thôi. Rồi cái đám này, cái đám này là trừ 1 phần 3 nhân 3 tất cả mũ 8, như vậy là bằng trừ 1 mũ 8 lại cũng bằng 1 em. Vậy cái tử là 1 cộng 1 cộng 1 là bằng 3 đó. Ở dưới là 2 mũ 15. Như vậy là A sẽ bằng gì? A lớn của chúng ta sẽ bằng 1 trên 2 mũ 15. Còn B lớn của mình là bằng gì? B lớn là 6 mũ 2. 6 mũ 2 thì ta ghi thành 2 mũ 2 đi. Thôi 6 mũ 2. 2 mũ 2 thôi để nguyên đi ha. 6 mũ 2 trên 2 mũ 16. Rồi giờ em lấy A chia B. Người ta bắt tính tỷ số A phần B mà. A trên B thì sẽ bằng hai cái này chia nhau thôi. Vậy là sẽ bằng cái này nhân cho nghịch đảo của cái này nha. Chia B tức là nhân cho 2 mũ 16 trên 6 mũ 2. Đó. Rút gọn 2 mũ 16 với 2 mũ 15 thì 2 mũ 15 mất, 2 mũ 16 là còn 2. Còn dưới đây là 36. Kết quả là bằng 1/18. 1/18. Ủa sao không có? Vậy là thầy sai chỗ nào rồi ha? Bình tĩnh ha. Bình tĩnh. À sai ngay từ đầu. A là bằng 3. Cái tử là bằng 3. Hồi nãy thầy nói 3 mà lúc gõ thầy làm sai. Tử bằng 3 và chỗ này bằng 3 nè. Đây là 3. Như vậy là ở trên nó còn 3 x 2 là 6. 6/36 thì kết quả là bằng 1/6. Vậy ha. 1/6 là đáp án này. Tỷ lệ thức sai. Thì các em lấy nhân chéo mà không bằng nhau là sai thôi. Nhân chéo nha. 2,5 nhân 5,2 đem trừ cho 7,5 nhân 1,4 là không có ra 0. Vậy tích chéo không bằng nhau. Bên này 3,5 nhân cho 13,2 trừ cho 5,5 nhân 8,4 bằng 0. À, vậy cái này đúng kìa. Cái này đúng nè. 3,5 nhân 13,2 rồi trừ cho 5,5 nhân 8,4 là bằng 0. Tức là tích chéo trung tỷ ngoại tỷ bằng nhau. Ủa vậy cái này đúng hả? Nhưng mà ta hỏi tỷ lệ thức sai nha. Như vậy là cái này sai nè. Cái đầu tiên sai luôn, chọn luôn, đỡ mất thời gian. Trời xém nữa thầy chọn cái tỷ lệ thức đúng nữa. Đôi bài này 3x là số hạng ngoài. Vậy muốn tìm 3x thầy lấy hai số hạng trong nhân nhau. 4/5 nhân 5/2. Rồi tất cả chia cho số hạng ngoài đã biết, ta chia cho 2/7. Vậy là được 7. 3x là bằng 7 thì x sẽ bằng 7/3. À, đây kìa. 7/3. Tiếp tục. Này vẽ hình ra cho chắc. A vuông góc C, B vuông góc C thì A song song B, trời ơi. À hoặc A trùng B nữa các em ơi. Người ta đâu nói AB là hai đường thẳng phân biệt đâu. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng nó mới song song với nhau nha. Còn người ta không nói phân biệt thì vẫn có thể trùng. Để thầy nghe điện thoại xíu các em nhé. À, alo. Ừ. Đang về. Đang về. Rồi. Rồi tiếp tục.
trở lại bài. À, bài này thầy có giải ở nick trước rồi các em nhé. Các em trở lại nick trước coi ha. Trở lại nick trước coi. Cái bài này thầy không giảng nữa đâu. Nhưng mà quên kết quả mất rồi. Quên kết quả rồi. À, 5 cái bài này là x sẽ bằng 5. Các em trở lại nít trước thầy giảng kỹ lắm ha. Rồi cái trị đối này thì luôn luôn lớn hoặc bằng 0, cái bình phương này cũng luôn luôn lớn bằng 0, hai cái lớn bằng 0 cộng lại bằng 0, vậy từng cái này phải bằng 0, vậy y phải bằng 1/5 và x bằng 1 ha. X bằng 1, ở đây ta không đếm gì tới y hết, vậy ta chọn x bằng 1/5, 1.5 thôi, xin lỗi, x bằng 1 chứ, x bằng 1 thôi nha, chứ 1.5 là không được á. Đây lấy cái này thôi, chứ đừng lấy cái này. Bài thi số 3, câu 1. Nhân chéo lên, x nhân x là x bình sẽ bằng 100, vậy x sẽ bằng 10. Nếu người ta đòi x âm thì các em lấy trừ 10 nha. Bài này thầy giải ở nít trước rồi. Đây là bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu. Trở lại nít trước coi nha. 180 cộng 28, à trừ 28 chia 2 thì bằng 76. Góc nhỏ là 76, góc lớn là 180 cộng cho 28 chia đôi là 104. Thầy giảng sơ sơ nè. Tổng hai góc trong cùng phía là bằng 108 mà hiệu là bằng 28 nữa. Bài này ở nít trước thầy có giải rất kỹ. Các em trở lại nít trước coi. Bây giờ thì thầy không nhớ nổi hả? Không nhớ nổi đáp án nữa chứ. Rồi giảng nhẩm sơ sơ lại coi. A là 3 phần, B là 5 phần. Vậy 3A là 9 phần, trừ cho 5 phần, B là 5 phần mà. Như vậy là bằng 4 phần. Mà 4 phần này đề cho là bằng 17.2. Các em trở lại nít trước nha, còn thầy đang nhấp nháp để thầy nhớ lại thôi. Như vậy là 1 phần á, là sẽ bằng 17.2 chia 4 là bằng 4.3. 4.3 cái. 1 phần 4.3. Rồi A cộng B là 8 phần. Vậy ta lấy 8. 8 x 4.3 ha. Là nó ra đáp án thôi. 4.3 x 8. 4.3 x 8 là bằng 34.4. 34.4 cái. Có nhiều em không hiểu không? Giờ thầy giảng cho hiểu nè. Theo đề thì A là 3 phần, B là 5 phần. Tức là gì? A trên 3 bằng B trên 5. Và giả sử nó bằng bao nhiêu thầy không biết, nhưng mà nó bằng K đi. Suy ra A sẽ bằng 3K, 3 phần đó. Còn B là bằng 5 phần. Đó. Bây giờ thầy lấy 3A, tức là 3 x 3K là 9K. Còn B là 5K. 9K trừ 5K là bằng 4K. Mà theo đề cho bằng 17.2 đúng không? Vậy 17.2 các em chia cho 4 đi là được 4.3. Vậy K là bằng 4.3 nè. Còn A cộng B á, A cộng B là lấy 3 phần cộng 5 phần là 8 phần. 8 phần tức là 8K đó. 8 x 4.3 thì bằng 34.4. Rồi. Bài này làm y chang vậy luôn kìa. Không khác gì hết á. Bài này nít trước thầy cũng giải kỹ rồi.
Ồ, có chừng nhìn lộn. 34,4 là câu 4 mà. Xém nữa là chết kìa. Xém nữa là chết luôn. Bài trên này làm y như vậy ha. Bài trên này là A phần trừ 2,4 là bằng B phần 3,8. Từ đó suy ra A là trừ 2,4K. Còn B, B là bằng 3,8K. Bây giờ các em lấy 2A cộng B A bằng trừ 2,4K, B bằng 3,8K. 2A cộng B tức là bằng 2 nhân trừ 2,4K tức là trừ 4,8K nha. Trừ 4,8K mà đem cộng cho B là cộng cho 3,8K. Như vậy nó sẽ thành trừ K, trừ 1K đó. Và theo đề á, thì cái này nó bằng trừ 6. Trừ 6, bài trước thầy giảng rồi mà giờ thầy không nhớ, thầy phải làm lại đây các em. Vậy K bằng 6 ha. Lúc đó A cộng B á, sẽ bằng trừ 2,4K cộng cho 3,8K, tức là trừ 2,8 phần cộng cho 3,8 phần đó. Giờ nó sẽ bằng bao nhiêu? Trừ 2,4 phần cộng cho 3,8 phần thì bằng 1,4 phần, bằng 1,4K đó các em. Mà bằng 1,4K thì là bằng 1,4 nhân cho 6 thôi. Nhân 6 nha. 1,4 nhân 6 thì bằng 8,4. Ôi trời, có chừng lộn. 8,4 trên này á. Các em lỡ thầy sai thì các em trở lại nick trước cái coi nha. Nếu thầy cũng làm vội quá, chắc là có khả năng sai sót. Rồi bài này, bài số 5. Bài số 5 thầy giải cũng na ná như vậy các em. A phần B bằng 3, A và B tỷ lệ với 3 và 4. Vậy A chiếm 3 phần, còn B chiếm 4 phần. A sẽ là 3K, B sẽ là 4K. Lúc đó A mũ 2, A mũ 2 cộng cho B mũ 2 là sẽ bằng 3K mũ 2. 3K mũ 2 nè cộng cho 4K mũ 2 ha. Rồi các em dùng tính chất lũy thừa, ta phá ra thành 9K bình cộng cho 16K bình. Rồi giờ mấy trò lại dùng tiếp tính chất phân phối. 9K bình cộng 16K bình đó là nó sẽ bằng 25K bình. Mà theo đề á, thì A bình cộng B bình đó là bằng 36. Như vậy cái này bằng 36 nè. Từ đây suy ra K bình, K mũ 2 á, là các em lấy 36 chia cho 25 nha. 36 chia 25 thì được 1,44. 1,44 ha. Rồi bây giờ các em suy ra K sẽ bằng gì? Các em tìm coi số nào bình phương lên bằng 1,44 thì ứng căn của 1,44 không? Căn 1,44 là bằng 1,2. Vậy là K bằng dương 1,2 hoặc là âm 1,2 các em nha. Giờ nếu K, K mà bằng 1,2 đi thì suy ra A nhân B. Người ta bắt tính A nhân B này các em. A nhân B là 3K nhân 4K đó. 3K nhân cho 4K thì bằng 42K bình. Ủa vậy đâu cần phân biệt, đâu cần tính K làm chi, các em bỏ K đi. Bỏ K đi. K bình bằng 1,44, như vậy là A nhân B bằng 12
nhân 1,44 nhé. 12 nhân 1,44 thì được 17,28. Chà, toàn bài khó không trời. 17,28. Vậy nha. 17,28. Chà, khó. Bài này ở nick trước thầy giảng rất kỹ. X sẽ bằng âm 0,5, Y là bằng 1,2. Kết quả ra 0,7. Trở lại nick trước coi ha. Ở đây không có thời gian giảng nhiều. Bài này X sẽ bằng 0,125. Trở lại nick trước coi. Nick trước thầy đã giảng rất kỹ rồi. Bài này cũng nằm ở nick trước luôn. Giá trị nhỏ nhất sẽ bằng âm 2,5. Bài này cũng nằm ở nick trước luôn. Đó, N nó sẽ bằng 11. Các em quay lại nick trước để coi thầy giải như thế nào nha. Còn bài này, bài này thầy sẽ hướng dẫn nhanh như sau. 1 phần âm 1 mũ 40 thì cũng bằng 1 thôi. Vậy trên tử bằng 1, ở dưới là 4 mũ 40. Còn cái phe kia là gì? Ở trên tử á, cũng là âm 1 mũ 34 là cũng bằng 1 thôi. Ở dưới là 5 mũ 34. Rồi giờ các em sẽ so sánh hai cái mẫu trước đi. 4 mũ 40 mà đi đỏ với lại 5 mũ 34, không biết phe nào thắng phe nào thua. Có thể dùng máy tính ha. Các em có thể dùng máy tính nè. Mà dùng máy tính thấy nó nhục nhục làm sao ha. Mà nếu bí quá nhục, bí quá dùng. 4 mũ 40 trừ 5 mũ 34 thì nó ra số dương. Còn trừ ngược lại thứ coi. 5 mũ 34 các em trừ cho 4 mũ 40 nó ra âm ha. Vậy là bên này lớn hơn. Khi lấy 4 mũ 40 trừ cho bên kia thì ra dương. Còn lấy 5 mũ 34 trừ ngược lại thì ra âm. Vậy có nghĩa là 5 mũ 34 bé hơn đó. Rồi 4 mũ 40 á thì lớn hơn thì nghịch đảo lại là nhỏ hơn. Đó là chuyện dĩ nhiên rồi, phải không? Cái này không phải giải thích nhiều nữa. 3 nhỏ hơn 4 nghịch đảo lại là 1/3, lại lớn hơn 1/4. 4 nhỏ hơn 5 thì nghịch đảo lại là 1/4, lại lớn hơn 1/5, ngược lại. Rồi. Còn giải theo đường chánh đảo á thì các em đưa về cùng số mũ hoặc là đưa về cùng cơ số để các em so sánh. Vậy thôi ha. Ở đây ta không có thời gian thôi, ta kiểm tra lại những câu mà nghi nghi là sai các em nhé. Kiểm tra lại câu này đi. Kiểm tra lại câu này. Rồi, kiểm tra lại câu này. Sai uổng lắm, mất công bực mình. Trừ 4,8k cộng 3,8k là thành trừ k bằng trừ 6, vậy k sẽ bằng 6. K bằng 6 thì cộng lại tám phẩy bốn, đúng luôn kìa. Bài này thầy có vẻ cảm giác không yên tâm lắm. Thử lại. A là 3 phần, nhân 3 nữa là 9 phần. B là 5 phần. Vậy 9 phần trừ 5 phần là còn 4 phần. 4 phần bằng 17,2. 17,2 chia 4. Vậy mỗi phần là 4,3. A cộng B là 8 phần. Vậy nó sẽ ra là 34,4, đúng rồi. Bài dưới này, và dưới này các em có thể nhẩm luôn cũng được á. À, 3 phần 4 phần bình phương lên là thành 9 phần cộng 16 phần là 25 phần. 25 phần bằng 36. Vậy 1 phần K bình sẽ bằng 36 chia 25 là 1,44, đúng rồi. K bình bằng 1,44.
thì a nhân b là 3/4 12. 12 nhân cho 1,44. 17,28 nên đúng rồi. Rồi, ổn rồi đó. Cái này bằng âm 0,5, 1,2 là 0,7. Này 0,125, cái em trở lại bài trước coi nhé. Này là trừ 0,25, trừ 2,5. Đúng rồi. Bài này n bằng 11 ha. Hơn được bài đi, sai thôi. Cái gì đâu. Đúng mà. Rồi, thầy sẽ tiếp tục giải cái nít số 3 để các em có cơ hội gặp những câu khó hơn nha.